Vâng, hiện tại là em đang đứng trên trục đường kinh doanh rất là sầm uất tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Và trục đường kinh doanh này thì có em có một thửa 100m², mặt tiền 5m ngay bên cạnh em. Đấy, ngay bên cạnh em đây. Đấy, 5 x 20m, trục kinh doanh rất là sầm uất. Và phía trước mặt quý anh chị và nhà đầu tư chính là tỉnh lộ 419. Tỉnh lộ 419 đi Chùa Hương. Đấy, chỉ giá trị hơn 1 tỷ. Quý anh chị và nhà đầu tư đã sở hữu cho mình một lô đất lòng đường rộng 10m, rất là đẹp, rất tiềm năng. Đó, đất full đầu tư. Đấy, quý anh chị và nhà đầu tư quan tâm đến thửa đất này hãy liên hệ em Thành Đất Đô. Cảm ơn anh chị.